Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo báo Thanh Niên, VinFast khai trương văn phòng tại Úc. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Ngày 11 tháng 6, VinFast chính thức khai trương văn phòng tại Melbourne, Úc. VinFast Australia tọa lạc cạnh trung tâm tài chính kinh tế của Melbourne gần Đại học Monash với cơ sở kinh doanh quy mô lớn, thuận tiện hoạt động nghiên cứu, phát triển và kinh doanh. Mục tiêu của VinFast Australia là mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, kết nối với các nhà cung cấp hàng đầu, đón bắt công nghệ và xu hướng mới, trong đó nghiên cứu phát triển các dòng ô tô mới, bao gồm các phiên bản sử dụng xăng và điện, được coi là trọng tâm hoạt động của VinFast Australia hiện nay. Để nhanh chóng triển khai phát triển sản phẩm mới, ngay từ đầu năm 2020, VinFast Australia đã đi vào hoạt động với nòng cốt là Viện Công nghệ ô tô 2. Viện có quy mô gần 100 nhân sự chính thức là các chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao đến từ các tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới như GM, Toyota, Ford, Jaguar Land Rover cùng với hàng trăm nhân sự của các đối tác. Viện trưởng công nghệ ô tô 2 là ông Kevin Resley, người có 20 năm quản lý cấp cao tại GM Holden. Thương hiệu ô tô được coi là niềm tự hào của người Úc. Ông Resley cũng nhiều năm kinh nghiệm phát triển các dòng xe mới tại Úc, Trung Quốc và Ấn Độ. Việc thành lập văn phòng VinFast tại Melbourne, trung tâm công nghiệp của Úc là một trong những bước đi chiến lược của VinFast trong hành trình tiến xa ra thế giới, với lợi thế từng là đại bản doanh của nhiều hãng xe ô tô lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, GM. Melbourne có sẵn cơ sở vật chất, chỗ cung ứng hoàn thiện và đặc biệt là đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn trong ngành công nghiệp ô tô. Không chỉ tập trung nhiều trung tâm thử nghiệm xe mới và một hầm gió lớn luôn luôn sẵn sàng cho công tác thử nghiệm khí động lực học của các xe, Melbourne còn sở hữu cảng biển là cửa ngõ xuất khẩu xe đi khắp thế giới. VinFast Australia được kỳ vọng sẽ có những đóng góp ấn tượng trong quá trình phát triển thương hiệu ô tô Việt Nam trong thời gian tới. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Theo nguồn tin từ zing.vn